Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải một lần nữa nữa mày. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ show cho anh em xem cái set đồ con Long Đao ngày hôm nay sau khi mới chuyển hôm qua nữa mày. Và đây là trận đánh thứ hai. Ngày hôm nay thì Khải được top 4 tông kim, 77k điểm và 307 mạng. Và tử vong 32 lần, liên chạm 48. Rồi, cùng xem sơ qua set đồ của Khải nha mày. Và kỹ năng tiềm năng nè anh em à. Đây, hiện tại Khải đang tăng với hướng là 73 nè mày. Không, 64 mà tương đương này là 64, không được 73. 6 sức mạnh, 4 sinh khí. Đó, rồi đại khả năng có là hai càng khôn quân, kỹ năng cũng có hai cấp là càng khôn nè. Rồi với lại một số skill thiệt thói 90 thì khả được 23 cấp 90 ngàn tiết tiêu phân nè mày. Đó, rồi và hiện tại skill 120 khả mát rồi nha, 20 cái này là mát rồi nha mọi người. Rồi 20 là mát rồi đó, 21 coi như là 20 đó. Rồi sở hữu một cái đao top 30 kháng độc 25, sát lục 199, sát thương 47 và sát thương 47 điểm và 96%. Đó, hôm qua thì Khải mang đau không đau băng sắc nè, thì lực tay Khải có 5.7 thôi, thì đánh tốc kim không nổi nè mà rất là kém. Và sau khi Khải đã thay đổi cái đau kim vào, em thấy khác biệt chưa? Đó, khác biệt hoàn toàn một trường dựng như nào. Rồi hiện tại Khải đang sử dụng một cho mình là một set hiệp cốt mắt nội như nào, phụ hồi 50, nhẫn 24, ngọc bồi kháng cả 5. Rồi tiếp tục một cái nón mắt nội 25-40, đó một nón mắt nội 25-40, thủ lý làm chậm 40, một đôi giày quân một đai lưng mắt nội 24-40 sinh lực lực. Một đôi giày 24-40 sinh lực lực, 3 món thủ lý như nè. Rồi, một bao tay thủ lý sorry nè, một bao tay kháng hỏi 25-40 sinh khí sinh lực lực. Một cái nhẫn kháng hỏi 25-40 sinh khí 20. Đó, thọ lực 83, win thọ lực 109 và nội lực 83, phục hồi thọ lực 5 điểm thọ lực. Đó. Nói chung thì với một cái vi phong kháng cả 10 nè mày. Đó. Đường kháng khải đây nè mày, nếu có cái 10 đường kháng khải khá là đều nè mày. Đây cho anh em xem. Đó, đó là có cái 10. Nếu khải bóp thêm cái dòng kháng cả 14 của cái dòng thiên thanh địa chọc nữa vào thì nó sẽ lên 75+1 kháng lo như nào. Đó. Ngày hôm nay thì Khải được top 4 tông kiên nè mày. Sau khi đổi về con lôn thì nè thôi. Nói chung là con lôn nó đánh nó cảm giác nó tự tin hơn con đường môn hẳn nè mày. Hôm trước anh em đổi về đường môn không? Đường môn đánh vẫn có top nhưng mà top 8, top 9 thôi. Nói chung là nó rất là kén kết mạng tại vì đường môn Khải không được khỏe nè mày. Đường môn Khải bằng xét hiệp cốt á. Nó không được như ăn ban này nọ nên là nó không được khỏe. Nên là đi đánh này nọ thì không ăn thua đâu mày. Nên là Khải đã chuyển về con lôn. Và ngày hôm nay thì đánh đã một pha đánh tông kim khá hay. Đã đạt lên top 4 này mày. Đó anh em thấy chưa. Hiện tại top 1 thì đó là bạo đằng xa đường môn mắt đường môn nha nè. Đường môn 4 món kim môn phái, vũ khí kim môn phái. Hình ca là Thí Yên, vũ khí kim môn phái sông đao Thí Yên. Gà con là con lông đao, một đao mắt đọc sưng tinh. Đó Khải thì con lông đao ra đao tím. Rồi Atlantis ở đường môn, thiên kiếp là cá băng rồng. Thì biết thiên kiếp là cá băng rồng, cá bao tay đồng cừu 21 nè. Rồi lão lão mà rồi muốn đi lão lão muốn đi như Thủy Yên, lão lão là cái bang gì đó. Đông Phương là một cái nỏ mắt ọp nha nam, một cái nỏ mắt ọp, một cái nỏ không kịp một phái mắt ọp đó. Ngày hôm nay như vậy nè mày. Nói chung thì anh em theo dõi video thì đừng quên ủng hộ cho Khải một like, chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Những video ngắn này Khải sẽ up lên kênh vào lúc 11:15 hàng ngày trên kênh YouTube. Anh em có thể rảnh ghé kênh YouTube đỡ YouTube đỡ xem ủng hộ chơi anh em ơi. Đó rồi bây giờ thì Khải chúng trở lại.